Hồi 34, dưới sự hướng dẫn của Ozea, Luciano đã sử dụng những buổi tối không ra khỏi nhà để đọc những cuốn sách mà suốt đời anh chưa biết đến. Trong gian phòng của anh ở Paco Comola, và một ngày năm 1961, anh vẫn khoe giá sách của anh và hỏi, anh có biết gì về Shakespeare không? Hồi tôi đến trường tiểu học, người ta chưa dạy tôi về Shakespeare. Nhưng những năm gần đây, tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của ông ta. Anh vừa nói vừa đến giá sách cầm đến bàn một tuyển tập của Shakespeare và mở ra. Ví dụ như ở tác phẩm Julius Caesar, anh có nhớ nhân vật tên là Cassius không? Nhân vật này chẳng khác gì một cái nhọt ở mông đít người ta và hình như trong cuộc đời người nào cũng có một Cassius của mình. Tôi cũng đã có một Cassius của tôi, tên hắn là Vito Genovis. Luciano dừng một lúc rồi nói tiếp, suy đến cùng, tôi có những hai Cassius trong đời tôi. Tên thứ hai chính là Meyer Lansky. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra điều đó. Vào dịp Noel 1956, khi Luciano gặp Adonis ở Milan, những tham vọng của Vito đã tới giai đoạn gây ra một vấn đề nghiêm trọng. Tất cả những cố gắng để kiểm tra Genovis hầu như đã bị tiêu tan, sau khi Adonis bỏ cuộc và tự nguyện rời Mỹ đi Ý. Đồng thời Frank Costello cũng đang mắc vào một loạt lôi thôi rắc rối về tội trốn thuế thu nhập, cũng như với tiểu ban điều tra của Kefauver. Tôi nghĩ rằng ít nhất vẫn còn chiến hữu Mayer của tôi sẽ giám sát tình hình, ngăn chặn bớt thằng lợn in Vito. Tôi biết rõ tham vọng lớn nhất của Vito là trở thành ông chủ của mọi ông chủ. Và một ngày nào đó, hắn sẽ hành động để thực hiện tham vọng này. Căn cứ vào những điều dâu Adonis kể lại với tôi, tôi có thể kết luận rằng Vito đã sẵn sàng để ra tay. Hắn đã gạt một số người trung thành với tôi và thay thế bằng những người trung thành với hắn như Tommy Eboli. Ebola đã chọn Tony Bender làm phó tướng thứ nhất của mình. Điều đó mang một ý nghĩa, Vito chuẩn bị hành động. Ngoài việc nói với tôi rằng tình hình đang xấu đi, ở Adonis đã tránh không đi vào chi tiết. Anh ta biết rằng tôi suy nghĩ về anh ta thế nào về cuộc gặp gỡ lần trước ở sân bay Zurich. Tôi cũng biết rằng anh ta chẳng còn yêu mến gì tôi. Khi có một vấn đề ở Mỹ, chúng tôi vẫn đứng về một phía. Tuy vậy, anh ta không hề nêu tên của Vitenovic Thậm chí tôi có cảm giác hình như anh ta đứng về phía Vito. Nếu như vậy là anh ta chống lại tôi, tôi quyết định chờ cho đến khi nhận tin tức về tình hình nước Mỹ từ New York đến đầu tháng 2 năm 1957. Anh đã nhận được những tin tức này do phó tướng mới của Genovis mang tới là Tommy Eboli. Tommy có thời gian là ông bầu đánh bốc và còn có biệt hiệu là Tommy Ryan. Anh ta đã từng vài lần làm liên lạc viên cho Luciano lucino không biết nhiều về anh tôi nghĩ rằng vito đã căn dặn anh ta rất kỹ khi gặp tôi cho nên anh ta tỏ ra rất lễ phép eboli báo cáo là hội đồng đã có một cuộc họp để thảo luận về frank costello vì cách đây mấy tháng frank đã nói với vito và mọi người rằng anh ta muốn rút lui anh ta đang gặp một tình thế khó khăn đến mức không còn có thể lo các công việc của hội hay bất cứ công việc nào khác anh chỉ muốn rút lui trong danh dự tất nhiên trong thế giới ngầm không có chuyện rối lui như vậy một khi anh đã tham gia thì anh ở lại đây và chỉ có một lối ra là nằm trong quan tài nhưng frank đã tham gia tích cực từ đầu anh ta đã giúp tôi rất nhiều và đã luôn luôn đứng về phía tôi vì vậy tôi thấy không có lý do gì không chiếu cố cho anh trong trường hợp này eboli nói rằng hội đồng đã bỏ phiếu và anh ta được cử qua ý để nhận lá phiếu của tôi tôi hỏi anh ta hội đồng đã bỏ phiếu như thế nào anh ta cho biết mọi người nhất trí cho phép Frank rút lui. Hội đồng cần nhận được lá phiếu của tôi để công bố quyết định này. Điều đó có nghĩa là Anastasia, Tommy Lucis, Joe Bernano và những người khác kể cả Joe Adonis đã đồng ý. Tôi nghĩ, tại sao Joe Adonis không nói với tôi về quyết định này? Tôi hỏi Tommy đã bỏ phiếu chưa thì hắn trả lời, rồi, cũng như mọi người. Tôi lấy làm là lạ là tại sao Adonis lại không cho tôi hay khi người ta hỏi ý kiến hắn trước khi Eboli đến Naples gặp tôi. Tôi không tự giải đáp được câu hỏi này, nhưng tôi cảm thấy có điều gì không tốt đẹp đây. Tuy lòng đầy nghi kỵ và lo lắng, Luciano vẫn bảo Eboli trở về New York với ý kiến của anh là không phản đối việc cho Costello rút lui. Anh ta có thể về sống tại nhà ở Long Island và bất cứ nơi nào anh muốn. Ngày tối hôm đó luciano đã sử dụng đường dây quân đội để gửi bức thư ngắn cho costello tôi không thể tin bất cứ ai để giao bức thư riêng này nhưng tôi biết qua con đường chú sam bức thư có thể đến tay frank một cách chót lọt tôi đề nghị frank cử người qua gặp tôi để kể lại cho tôi toàn bộ sự thật một tháng sau một liên lạc mới đã đến ý mang theo thư trả lời của costello đó là pasquale pet eboli trong những năm gần đây Pet Eboli có làm liên lạc đem tiền từ Mỹ sang cho Luciano. Khác với ông anh của mình, Pet đã nhanh chóng kết bạn với Luciano và vì tình bạn này mà anh em Eboli sinh ra lục đục. Costello đã gọi Pet Eboli đến gặp anh ta ở khách sạn Wandorf và căn dặn anh trước khi đi gặp Luciano. Trước hết, Frank nói, ở Adonis đã nói đúng, tình hình đã đến mức sắp bùng nổ. Cách đó mấy tuần, dâu bernano đã gặp frank và cho biết vito đang gặp gỡ thủ lĩnh các phái vito không nói gì cụ thể trong các cuộc gặp gỡ riêng này hắn chỉ tìm cách điều tra ai sẽ đứng về phía nào khi cuộc xung đột nổ ra hắn ta cũng không nói ai sẽ xung đột với ai mà chỉ nói lơ lửng thôi là một người hiểu rõ vito anh đoán rằng vì bernano cũng đang dính sâu vào chuyện buôn thuốc viện lậu nên vito tin chắc dâu sẽ ủng hộ hắn Vito đã quá tự mãn đến mức hắn nghĩ rằng hắn có thể ép mọi người phải theo ý kiến hắn. Vito vẫn thường phạm sai lầm như vậy, hắn chưa bao giờ có thể hiểu được người khác, còn dâu Bernardo tỏ ra khôn ngoan khi gặp Costello, vì hắn biết nếu Vito muốn giết tôi thì hắn phải trèo qua xác rất nhiều người, đặc biệt là Anastasia và Tommy Lucis. Qua những điều Pet nói lại, tôi thấy rằng Costello đang gặp khó khăn, vì vậy anh muốn rút lui. Pet nói là Frank đã dặn anh phải nói với tôi đúng từng lời từng chữ như sau. Anh hãy nói với Charlie là tôi nhất định rút lui, dù cho người ta có giết tôi. Điều đó đã trả lời tất cả. Costello biết là tôi sẽ hiểu anh ta. Qua đó, Costello muốn nói với tôi rằng, Vito Genovese chẳng coi quyết định của hội đồng ra cái gì cả. Hắn ta sẽ thực hiện âm mưu của mình và hắn sẽ đạt được mục đích của mình dù cho có phải giết bất cứ ai. Sau cuộc gặp gỡ Eboli. Luciano rất lo lắng. Suốt mấy ngày liền, anh nằm lì trong phòng, chẳng nói chẳng rằng, kể cả với Igia vì không muốn cho cô phải lo lắng. Trong những tuần lễ sau đó, anh bắt đầu nhận tin tức ở Mỹ. Khi Costello quyết định rút lui, thì thu nhập chính của anh ta là từ các sòng bạc. Anh ta có cổ phần ở Beverly Club, Beverly Hill Club và ba khách sạn ở Las Vegas do Meyer Lansky và Phil Castell quản lý. Anh trực tiếp nắm những hoạt động khác của anh dưới những cái tên giả gồm các cổ phần ở phố Wall Street và trong nhiều hoạt động kinh doanh ở Park Avenue. Anh đề nghị với hội đồng, nếu anh được phép rút lui, anh sẽ từ bỏ quyền hạn của anh trong hội đồng và đồng thời rút lui khỏi hoạt động gá bạc. Anh chỉ đề nghị tiếp tục được chia một phần số lãi. Đối với đa số thành viên trong hội đồng, đề nghị của Costello tỏ ra phải chăng nhưng Genovese phản đối. Mặc dù trước đấy hắn đã đồng ý cho Costello rút lui, nhưng hắn đã không chấp nhận đề nghị của Costello. Khi tôi nghe điều này, tôi thấy rõ Vito bắt đầu thực hiện kế hoạch của hắn bằng cách đánh vào Frank Costello trước. Trong cuộc họp, hắn đã đứng dậy và nói rằng, chỉ có một con đường ra khỏi hội là chết, Frank không thể rời bỏ hội mà còn sống. Tôi còn được nghe, Lansky cũng đứng dậy và nói, Frank có quyền được sống yên ổn sau những việc mà anh đã làm cho mọi người. Đến lúc này Vito đã để lộ âm mưu của hắn. Hắn nói, nếu Frank muốn yên ổn rút lui, anh phải để lại tất cả tài sản và các thủ lĩnh ở New York sẽ quyết định số tiền anh sẽ được hưởng. Tất nhiên, đây chỉ là một sự bịp bợm. Vito thật sự chẳng cần quan tâm đến tài sản của Frank mà hắn có ý đồ khác. Thằng chó đẻ ấy muốn hại Costello bởi vì hắn chưa quên rằng ngày xưa Costello đã xỉ và hắn ở khách sạn Claric khi hắn không đồng ý với tôi thu nạp đát sút vào hội hắn đã găm lại mối thù này bao năm nay và luôn luôn tìm cách trả thù Frank đã dám nhục mạ hắn. Bây giờ hắn đã có dịp làm điều đó với sự đồng ý của hội đồng nhưng các thành viên hội đồng không đồng ý thái độ của hắn. Lúc bấy giờ em tôi là bác đến Naples mang theo ít tiền và thư của Albert. Trước khi bác rời New York hai ngày, họ đã gặp nhau và Albert nói rằng, tình hình đến mức phải chọn Vito và Costello. Cuối cùng Vito không giấu được miệng nữa và hắn đã công khai tuyên bố là ông chủ. Albert nói với hắn là hắn chẳng phải là ông chủ của ai cả. Anh nói chính Luciano là người đã gây dựng lên tất cả từ năm 1931, không có ai ngoài Luciano trở thành ông chủ. Nếu như Vito nghĩ rằng có thể thay đổi và muốn trở thành Maranzano mới, thì Albert sẽ đích thân làm cho Vito rất hối tiếc về việc ấy. Đến lúc đó, lansky tìm cách làm cho mọi người bình tĩnh trở lại anh ta nói costello có thể rút lui một thời gian dài và điều đó sẽ giúp anh giải quyết một loạt vấn đề anh ta hỏi vito cuối cùng anh có thấy việc frank vào tù có thể gây ảnh hưởng đến ta không khi vito thấy câu nói của lansky tranh thủ được cảm tình của người khác hắn nói ok anh nói đúng có thể chúng ta cần để mặc anh ta tự giải quyết lấy công việc của mình mà không ai giải quyết được cả Thái độ của Zenovis đi ngược lại với thái độ thông thường của chúng tôi là mọi người đều súng vào giúp ai gặp tai quan nạn khỏi. Nếu người đó chạy trốn thì mọi người sẽ giúp đỡ gia đình anh ta. Điều đó đã trở thành gần như điều luật của chúng tôi. Thế mà bây giờ con lợn bần thiểu này lại đề nghị hội đồng hủy bỏ nguyên tắc mà chúng tôi đã dựa vào đó để đi tới vị trí hiện nay. Đầu năm 1957 tình hình ở New York quá phức tạp, vì vậy bác biết càng ít càng hay. Ngoài ra tôi có linh tinh báo rằng thái độ của Albert đối với Vito sẽ gây rắc rối cho Albert. Tôi cũng không muốn bắt dính vào chuyện này. Tôi bảo bác về New York, chuyên lo vào công việc làm ăn của mình và không được nói lộ cho ai việc gì. Tôi đang định nhắn Vitality để anh ta gặp Albert ở Brooklyn thì nhận được tin hội đồng đã quyết định chống lại Vito. Họ đã hành động giống như tôi đề nghị, Frank được phép rút lui trong danh dự, được giữ tất cả các nguồn lợi tức của mình và anh ta phải từ bỏ quyền biểu quyết trong hội đồng nhưng luciano tin chắc rằng quyết định của hội đồng không chặn được tay của genovis không những vito vẫn tiếp tục tìm cách chống đối mọi người mà luciano còn tin rằng hắn sẽ bắt đầu chĩa mũi nhọn vào lansky vì anh ta đã dám gây trở ngại cho hắn trong hội đồng anh biết đấy giữa người do thái và ý có điểm khác biệt người do thái giết người để giúp đỡ nhau còn người ý thì giết lẫn nhau bọn người nê pùa chó đẻ bẩn thỉu thì chúng nó giết lẫn nhau từ sau lưng có một điều Luciano không biết là Genovis sắp giết anh. Trên thực tế, Luciano đã được Genovis chọn làm mục tiêu số một để leo lên cương vị ông trù và từ 1956 hắn đã thuê một tay súng ở New York làm việc này. Trong đám tang của Luciano năm 1962, Cancedonia Lucania đang nói chuyện với bạn bè gần bên quan tài thì một người kéo anh ta một chỗ riêng và hai người nói chuyện với nhau. Cancedonia A nói rằng, thật là đáng buồn, Charlie mất khi còn trẻ quá. Còn người lạ mặt một người Mỹ gốc Ý mà anh không biết tên, người tầm thức nói với Cancedonia rằng anh ta từ Mỹ đến và nói tiếp. "Vâng, thật là đáng buồn, nhưng không ai biết rằng Charlie đã sống thêm được mấy năm, đáng lẽ ông ta đã chết năm 1956." Cancedonia rất ngạc nhiên, không thể như vậy được, vì sức khỏe Luciano rất tốt, chỉ hơi đau lưng. Người lạ mặt trả lời: tôi biết là ông ấy không đau ốm gì cả. Tôi đã đến đây năm 1956 để giết ông ta. Tôi được lệnh phải giết ông ta, nhưng làm sao tôi có thể giết một người đã một lần cứu tôi thoát chết và đã nhiều lần cứu tôi khỏi sự nghèo đói. Cancedonia càng ngạc nhiên, ừ, thì anh được lệnh giết ông ta và anh không thi hành lệnh đó. Nhưng làm thế nào anh thoát chết được, người lạ mặt nún vai và nói, tôi phải xoay sở tôi không thể nào nổ súng vào charlie lucky sau lễ tang người lạ mặt bỏ đi và không bao giờ thấy mặt anh ta trong khi không biết chính mình đã trở thành mục tiêu luciano chờ thêm genovis hành động theo hướng nào để chống lại quyết định của hội đồng mục tiêu rõ nhất là costello adonis và luciano thì đang ở ý còn costello dù cho có rút lui vẫn là một biểu tượng cho quá khứ và là một trở lực đối với ý đồ nòng cốt của thế giới ngầm nếu loại bỏ được costello người đang quản lý các quyền lợi của Luciano ở Mỹ, Genovis sẽ bước lên vị trí hàng đầu. Hội đồng nhất trí cho Frank Costello được sống và rút lui trong cảnh giàu sang. Còn Genovis bí mật quyết định Costello phải chết. Về sau Luciano được biết rằng, Genovis đã giao cho Tommy Eboli thi hành lệnh giết Costello. Vì do vị trí của Genovis ở trong hội, hắn không thể trực tiếp hạ thủ Costello. Eboli đã thuê Tony Bender. Nhưng Bender lại là người luôn luôn tìm cách giữ quan hệ tốt với cả hai bên và hắn cũng biết rằng một việc làm như vậy rất nguy hiểm cho hắn. Vì vậy, hắn đã thuê lại Vincent Gigante, một cựu võ sĩ có thân hình to lớn, nặng gần 150 kg và là tên lưu manh chuyên nghiệp để làm việc đó. 2 tháng 5 năm 1957, theo thói quen, Costello đi ăn tối ở ngoài. Anh đã uống rượu ở Peacock Alley cùng với Frank Erickson một chiến hữu trong ngành gá bạc của anh, đồng thời cũng là một nạn nhân của Ủy ban điều tra Kefauver, cùng với Ovia Cafano một tay chân lâu đời của Luciano. Sau đó, Costello cùng một số bạn bè đến hiệu ăn ít sai. Khoảng 11 giờ đêm, anh ra về, sau khi nói với mọi người là anh đang chờ cú điện thoại quan trọng của một luật sư Edward Bennett William từ Washington đến. Khi anh vừa xuống xe ở khách sạn Majestic, góc đường 72, thì một chiếc Cadillac sơn đen cũng dừng lại sau xe anh. Một người to lớn xuống xe và cũng đi theo vào nhà. Khi Costello mới vào đến giữa tầng dưới, thì Vincent Gigante nấp sau một cột nhà bước vào, tay cầm một khẩu súng lục cỡ 38. Hình như để tôn trọng truyền thống là mọi thủ lĩnh cấp cao phải được nhận cái chết từ trước mắt. Vincent hét to, Frank, anh hãy nhận món quà. Vừa nói, hắn vừa bóp cò, khi nghe tiếng gọi, Costello quay đầu lại và nhờ đó mà anh ta thoát chết. Viên đạn trượt thái dương, sát vào mắt phải, Gigante tưởng đã làm xong nhiệm vụ, vội chạy ra và chiếc Cadillac phóng đi. Mặt đầm đìa những máu, Costello vội đến một bệnh viện để cấp cứu. Thật là rủi ro, trong khi các bác sĩ băng cho anh thì cảnh sát New York cũng đã đến, khám xét anh và tìm ra 800 đô la tiền mặt và một cuốn sổ nhỏ trong đó có ghi rõ 42657 sòng bạc 651.284 đô la. Phần của sòng bạc 434.695 đô la. Máy đánh bạc 62.844 đô la. Thẻ đã đổi thành tiền 153.745 đô la. Costello không chịu khai về ý nghĩa những con số này và không biết tại sao nó lại nằm trong túi anh nhưng cảnh sát đã điều tra và thấy rằng tổng số các tiền trên cộng lại vừa khớp với con số thu nhập được theo báo cáo của khách sạn Tropicana Las Vegas và Costello có cổ phần trong khách sạn này. Kết quả của việc điều tra cũng như việc Costello từ chối không khai trước tòa, anh bị xử một án tù về tội ngăn chờ cuộc điều tra và tội trốn thuế thu nhập. Costello khai với cảnh sát là anh không nhận mặt được người đã bắn anh, và anh chưa từng quen biết hắn nhưng một nhân viên trong khách sạn đã khai cho cảnh sát nhân dạng kẻ đã bắn Costello. Cảnh sát bắt đầu lùng bắt Gigante. Một vài tháng sau, Gigante lại xuất hiện. Hắn ta nói với cảnh sát rằng hắn ra trình diện vì được tin cảnh sát tìm. Sau đó hắn lại biến mất. Nhưng khi mở phiên tòa thì người làm công của khách sạn không còn sống để nhận ra hắn. Vì Costello vẫn không chịu khai nên Gigante được thả đối với Genovese việc ám sát hụt Costello đã gây nên tình hình rất nguy hiểm. Và như vậy, hắn đã công khai chống lại hội đồng. Hắn lập tức cố thủ trong tòa nhà sang trọng của hắn ở Atlantic Highland, New Jersey và thường xuyên có hơn 40 tay chân vũ trang tận răng bảo vệ. Từ chỗ ẩn náu của mình, hắn tìm mọi cách thuyết phục các phó tướng trong phái của Luciano ủng hộ hắn, vì như vậy hắn có thể tự thanh minh trước hội đồng và tránh được sự trừng phạt hầu hết các phó tướng trong phái của Luciano, vì lo cho tính mạng của mình đã phải ủng hộ Genovis. Chỉ có một người chống lại, đó là Ogier Cafano, và hai năm sau, anh ta đã bị Genovis cho người bắn chết. Ngoài các phái của Luciano, các phái khác cũng có tiếng phản đối, như Frank Scalise, phó tướng của Anastasia, thuộc phái Brooklyn. Một tháng sau, Scalise bị bắn chết. Sau này Joe Valachi tiết lộ chính Vincent Sir Quy Lăng là người đã giết Scalis và ba tháng sau đó, hắn lại giết em của Scalis là Joseph. Theo Valachi, chính Anastasia đã ra lệnh giết hai anh em Scalis. Nhưng theo Luciano, Anastasia chẳng dính dáng gì đến chuyện này mà chính Genovis là thủ phạm nhằm gieo rắc sự kinh địch trong nội bộ phái Anastasia. Sau khi Gigante bắn hụt Costello, Genovis và Costello đã gặp nhau ở nhà riêng của Longy sau này frank mới kể với tôi về chuyện này vito đã đề nghị một thỏa hiệp hắn nói với frank anh đừng hành động gì cả anh đừng khiếu nại với bất cứ ai nhất là với charlie lucky bởi vì nếu anh làm điều đó anh sẽ gây ra một cuộc huyết chiến trong trường hợp này tôi xin hứa anh là người đầu tiên mất mạng thế là hai người thỏa hiệp với nhau frank cũng không thể nào làm khác được frank hứa là sẽ bỏ qua mọi việc còn Genovese đồng ý cho anh rút lui theo những điều kiện anh ta đề nghị. Vào dạo ấy, Frank bị kết tội trông thuế thu nhập và vào tù vài năm. Sau khi ra khỏi tù, anh về ở tại Senpoi Từ đầu những năm 30 đến giờ, với vụ ám sát hụt Costello, lần đầu tiên người ta công khai dùng súng để hạ thủ một thủ lĩnh của thế giới ngầm, vì vậy Luciano rất tức giận. Tôi bị đau lưng, tắm nước suối ở đây rất tốt cho sức khỏe của tôi. Sáng 3 tháng 5. Cảnh sát đến dẫn tôi đi và hỏi tại sao tôi lại định giết Frank Costello. Tôi phản ứng rất mạnh vì vậy họ tin tôi. Tôi nói với họ cho đến phút này, tôi chẳng biết tí gì về chuyện đó cả. Một sĩ quan cảnh sát nói, "Thưa ngài Luciano, thế ngài không biết chuyện gì xảy ra à?" Tôi trả lời, "Tôi chỉ biết cái gì ông nói với tôi và kẻ nổ súng chắc chắn phải là một thằng điên. Báo chí đang đầy những tin tức về vụ này, kể cả ảnh các bác sĩ đang băng bó cho Frank tại bệnh viện." Từ phút đó, Evia không chịu để tôi rời ra nửa bước. Riêng về phần tôi, nếu như lão Florida không thu mất hộ chiếu của tôi, nhất định tôi sẽ bay sang Thụy Sĩ hoặc một nơi nào đấy. Từ đó bí mật trở về Mỹ và tính sổ với thằng chó đẻ Vito. Nhưng không có hộ chiếu, với cảnh sát bám sát từng bước và với Evia không rời tôi ra nửa bước, tôi không có cách nào thực hiện ý định. Tôi lái xe đi Rome, qua đường dây của quân đội Gửi một bức thư cho Meyer bảo anh ta cử người sang gặp tôi. Nhưng có lẽ trước khi Meyer chưa nhận được thư thì Tommy Eboli đã đến Naples. Hắn không nói quanh co mà nói thẳng là Vito cử hắn đến nhắn rằng, tôi không nên có bất cứ hành động gì. Thằng ngốc Eboli lại còn dám khuyên tôi đừng nên quá bực mình về chuyện xảy ra. Mọi việc sẽ tốt đẹp, tôi bảo hắn cầm cái mõm lại và cút về Mỹ nói với Vito rằng hắn chưa đủ sức đối địch với tôi đâu. Eboli chỉ tròn mắt và hỏi tôi, Charlie, có thật là anh muốn tôi nói với Vito điều đó không? Tôi nhìn hắn và cười. Tôi bước ra mở cửa và nói, Tommy ạ, à, anh không phải là một người xấu, nhưng đáng tiếc là anh không giống như em anh. Người đáng phải tỏ ra tỉnh táo chính là anh. Từ bây giờ, Luciano chăm chú theo dõi hành động tiếp theo của Genovis, đồng thời anh cũng sốt ruột chờ đợi thư trả lời của Lansky. Để bảo vệ mình. Anh tránh không xuất hiện ở những nơi công cộng và đi đâu cũng có Fernando Alotti, Josie Giorgio hoặc Mammo Salemi đi cùng. Đồng thời anh cũng giảm bớt những cuộc tiếp xúc ngay đối với bạn bè thân thuộc. Cuối cùng có người từ Mỹ tới, đó là Paul Gambino, em của Carlo Gambino và anh ta được gặp riêng Luciano ngay. Vài ngày sau, họ đã gặp nhau ở trại Santa Marinella. Paul đã kể lại với tôi tỉ mỉ chuyện Vito đã định thủ tiêu Frank như thế nào và Vito và Frank đã thỏa hiệp ra sao. Anh ta nói với tôi rằng cứ thế này thì Anastasia sẽ sớm gặp rắc rối to. Tôi tin rằng anh ta là người của Albert vì anh của Y là cánh tay phải của Albert. Vì vậy, bảo Paul về New York ngay và nói với Albert triệu tập hội nghị hội đồng, trừ Vito. Albert được tôi ủy nhiệm nói với hội đồng rằng, tôi đồng ý thủ tiêu Vito. Tôi đồng ý để cho hội nghị họp bí mật. Họ nên họp ở một nơi nào vắng vẻ, chẳng hạn như ở Atlantic City. Ở đó, họ có thể giả dạng là những người du lịch và không ai biết tại sao họ kéo nhau đến đấy. Tôi dặn đi dặn lại Gambino nói với Albert rằng, Albert được ủy nhiệm. Ngay ngày hôm sau, Paul Gambino trở về New York. Tôi nghĩ rằng Albert nhận lệnh tôi và tôi chờ tin anh ta triệu tập hội nghị, cũng như hội nghị thông qua ý kiến của tôi. Tôi thấy không có lý do nào để hội đồng không tán thành ý kiến của tôi, bởi vì theo luật lệ của hội, nếu người đứng đầu một phái nào đấy gây nguy hiểm thật sự cho họ thì anh ta phải chịu án tử hình. Albert đã nhận lệnh của tôi nhưng thằng cha sốc nổi này đã không chịu thi hành, bởi vì sau đó tôi được tin là anh ta quyết định tự mình thanh toán Vito Genovis. Về điểm này, Anastasia đã tỏ ra không sáng suốt và anh ta muốn giết Vito bởi vì anh căm thù hắn ta anh đã bắt đầu tưởng mình là một trong những gangster trên màn ảnh như loại Jimmy Cani. Trong lúc đó Luciano được biết một vấn đề khác ngoài việc Anastasia tảng lơ lệnh của anh và tự ý hành động một mình. Khoảng đầu tháng 6, tôi được tin Vito đã thuê người giết tôi. Lúc đầu tôi không thể tin được điều này, nhưng tôi đã bình tĩnh phân tích và thấy tin ấy có cơ sở. Người báo tin cho tôi là Longji Zuman một phái viên của tôi từ Mỹ sang châu Âu chữa bệnh và ghé vào Naples. Như vậy, về điều này tôi đã ra tay trước Vito. Tôi biết rõ hắn như trong lòng bàn tay. Tôi tin chắc rằng hắn sẽ tìm cách bắn lén tôi chứ không dám bắn đối diện. Tôi để ra mấy ngày liền để suy nghĩ và tự đặt mình vào vị trí của Vito. Cuối cùng, tôi đoán được hắn sẽ hành động như thế nào. Thằng chó đẻ ấy biết rất rõ tôi là người mê ô tô. Có chút thời giờ nào là tôi luẩn quẩn với máy móc, xe cổ. Như vậy, hắn muốn giết tôi thì thủ đoạn dễ nhất chắc chắn có dính đến cái xe của tôi. Ở đầu đường Vietaso có một xưởng sửa chữa ô tô. Luciano đã kết bạn với người chủ xưởng. Hai người thường loay hoay sửa chữa chiếc Alfa của Luciano. Từ khi tôi đoán ra được thủ đoạn của Vito, ngày nào chúng tôi cũng kiểm tra rất kỹ các bộ phận của xe. Bởi vì tôi nghĩ rằng, một đêm nào đó, người của Vito có thể gài vào xe một quả mìn. Nếu là kẻ nào không phải Vito tôi không bao giờ nghĩ đến hắn có thể đặt mìn vì nếu là người khác thì tôi có thể nhận một viên đạn từ phía sau lưng nhưng chắc chắn không bị nổ tung lên trời từ đó tôi để ý phát hiện những người có thể đang theo dõi tôi hàng ngày tôi cùng salemi và fernando đến sườn sửa chữa ô tô và cùng với người thợ máy kiểm tra xe sau đó fernando lái xe đưa tôi đi những nơi cần thiết và đến tối khi về nhà sau khi cho xe vào gara chúng tôi lại kiểm tra xe một lần nữa một đêm vào cuối tháng 6, Igia thấy trong người không được khỏe và chúng tôi đi ăn ở khách sạn Di Teresa với John Raimundo. Sau bữa cơm, Fernando và Salemi đưa chúng tôi về nhà bằng xe của Salemi. Chúng tôi vào khách sạn Torino, nơi chúng tôi ở, và sau đó về nơi ở, người thợ máy đang chờ chúng tôi. Tôi mở cửa gara và bắt đầu kiểm tra chiếc xe. Bỗng nhiên tôi nghe có một tiếng động ở phía sau, tôi cảm thấy như có người đi về phía tôi gần như là một thứ giác quan thứ sáu. Trong đầu tôi, thoáng có ý nghĩ là có kẻ ám hại tôi. Tôi đã có cảm giác như những viên đạn xuyên qua người tôi. Có lẽ lúc đó tôi đã nằm dạp xuống và nhờ đó tôi thoát chết. Tôi nhìn quanh, tôi thấy cố hai gã lạ mặt đang tiến về phía tôi, tay cầm những ống sắt. Gã thứ nhất giáng một gậy vào đầu tôi, nhưng hắn đánh trượt. Chiếc gậy sắt đánh mạnh vào xe làm móp một miếng gã thứ hai đánh trúng một gậy vào vai Salemi, nhưng Salemi không bị thương nặng, chúng tôi không để cho chúng có thì giờ tấn công lần thứ hai. Người thợ máy vừa gầy vừa nhỏ nên chẳng giúp ích gì cho chúng tôi. Nhưng Fernando đã đá vào đít chúng như cầu thủ đá bóng, cả hai ngã nhào xuống đất. Thế là chúng tôi bắt đầu nện chúng một trận như từ. Cả hai đều có mang súng trong người nhưng tôi tin rằng hắn không dám dùng súng bởi vì cảnh sát luôn bám tôi nên chúng không dám gây tiếng động có điều tôi không bao giờ hiểu được là hôm đó số cảnh sát biến đi đâu hết họ bám lấy tôi như hình với bóng nhưng đêm đó tôi cần họ thì chẳng thấy họ đâu cả chúng tôi đánh cho đến lúc chúng chỉ còn là những đông thịt đẫm máu tôi buộc chúng phải khai chúng là ai và thành phố nào ở mỹ đến đây chúng là tên hoạt động độc lập hay của phái nào ai phái đến chúng không hề khai một lời chúng chỉ nói đừng giết chúng tôi chúng tôi cũng là người ý chúng tôi đã tìm được những tấm hộ chiếu giả trong người chúng. Những tấm hộ chiếu thật chúng đã giấu ở nơi nào đấy. Lúc đó tôi giận đến mức có thể giết chúng ngay tại chỗ và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi định tự tay giết người. Nhưng tôi đã bình tĩnh lại. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ, tôi đã quyết định tha tội chết cho chúng và để cho chúng trở về với Vito mang theo thư cảnh cáo của chúng tôi. Chúng tôi dội nước vào người chúng, dựng chúng dậy và bảo chúng trở về New York. Nói với Vito rằng, nếu hắn muốn mở đầu cuộc huyết chiến với tôi, hắn sẽ cảm thấy như có quả bom nguyên tử nổ trên người hắn. Tôi có nói là thằng chó đẻ ấy sẽ không bao giờ thành ông chủ nếu tôi còn sống và tôi còn thọ lắm. Chúng tôi trói hai gã lại và giam trong gara suốt một đêm. Sáng hôm sau, cả hai tên giết người được chở xe từ Naples đi thẳng đến sân bay Rome, tống lên khoang hạng nhất của chiếc máy bay Cotillation của hãng hàng không Mỹ TWA. Từ đó bay thẳng về Mỹ số phận hai tay này sau đó ra sao, Luciano không hề biết. Đã có lúc Luciano nghĩ đến việc đi đến thỏa hiệp với Genovis. Nhưng anh đã bỏ ngay ý định đó. Tôi đã gây dựng nên toàn bộ cơ nghiệp. Tôi đã đặt ra các luật lệ, vì vậy tôi không thể vi phạm luật. Vito phải bị thủ tiêu như tôi đã nói với Albert sau vụ ám sát Costello. Bản án đó phải được hội đồng thông qua như đã quy định. Hồi 35. Iggy chưa bao giờ biết về âm mưu ám hại Luciano bởi vì anh không muốn vấn đề này ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Sau đó, anh bắt đầu nhận thấy cô mỗi ngày một gầy và xanh đi. Lúc đầu, anh cho là không phải Iggy bị ốm vì lo lắng cho anh suốt thời gian qua. Khi Pet Eboli mang từ New York đến, Luciano quyết định cùng với Iggy và Pet đi nghỉ ở Taomina. Chinky Vitality đã trở về Mỹ và đã mời vợ chồng Luciano sử dụng ngôi nhà của anh ta ở Taomina. Chúng tôi có một con tàu nhỏ, Pet, và tôi xuống tàu ra biển, neo lại và nói chuyện với nhau. Lúc đầu, anh ta cứ nói quanh co về tình hình rắc rối ở Mỹ. Pet cũng rất lo lắng bởi vì lúc này Vito cũng đã kéo anh của anh vào những chuyện rắc rối. Tôi cũng không muốn ép Pet về những chuyện liên quan đến anh của anh ta. Nhưng Pet đã nói với tôi về tình hình ngày càng tệ hại giữa Vito và Albert nhất là từ ngày Frank Stelis bị hạ thù. Sau đó, tôi tiễn Pet trở về New York và anh ta không mang theo bức thư hoặc chỉ thị nào của tôi cả. Vì anh trung thành với tôi nên Pet đã xung đột với anh của mình là Tommy. Vì vậy tôi không nỡ nào làm cho Pet dính sâu vào cuộc xung đột. Lúc này, tôi ngờ rằng albert chưa nhận được thư của tôi và điều đó chỉ có nghĩa là hai anh em gambino đều đứng về phía vito vì thế họ không chuyển đến albert chỉ thị của tôi bây giờ thì mọi vấn đề sáng rõ hơn ngày xưa chính tôi cũng đã hành động như vậy carlo muốn chờ cho cuộc xung đột vito và albert ngã ngũ vì anh ta biết rằng cuộc xung đột vito và albert thế nào cũng xảy ra nếu anastasia bị hạ thủ carlo gambino sẽ trở thành người đứng đầu phái anastasia từ năm 1951, sau khi Albert T. bắn chết Phil và Vin Mangano, chiếm lấy các hoạt động kinh doanh của họ, anh ta đã phát triển nó lên hàng trăm lần. Như vậy, nếu dự đoán của tôi là đúng thì khi Gambino thành ông chủ, anh ta sẽ đến Nepal hòa giải với tôi. Tuy nhiên Luciano không nỡ bỏ rơi người chiến hữu lâu dài của mình là Albert Anastasia. Qua đường dây của quân đội, anh gửi bức thư trực tiếp cho Anastasia qua hòm thư bí mật ở Fort Lee. New Jersey, để báo cho Anastasia biết về nguy cơ thật sự đối với anh. Lucia không nhận được thư trả lời đành phải chờ. Ngày 25 tháng 10 năm 1957, người lái xe kiêm vệ sĩ của Albert đánh xe đưa anh ra khỏi hàng rào có truyền điện quanh ngôi nhà ở Fort Lee để đi Manhattan. Khoảng 16 giờ 15 phút, Albert dừng lại ở một hiệu cắt tóc của khách sạn Sheraton trên đường 45. Anastasia bước vào, cởi áo treo trên móc, Ngồi vào chiếc ghế số 4 Anh nói với Joseph Balkino và ngả lưng vào thành ghế Balkino quàng khăn và một tấm vải vào cổ Anastasia và bắt đầu chuẩn bị dao kéo Bỗng nhiên cánh cửa chính của căn phòng mở rộng Có hai người bước vào, một nửa mặt che kín và súng cầm ở tay Một người trong bọn họ nói với chủ hiệu Arthur Grasso Phải cầm cái mõm mày lại, nếu không chúng tao bắn vỡ đâu Họ đứng vào sau ghế của Albert và nổ súng ngay viên đạn đầu tiên Anastasia bật ra khỏi ghế và đứng lên chới với. Anh chỉ kịp nhìn nét mặt những người đứng sau gáy anh qua chiếc gương trước mặt thì một loạt súng khác nổ. Anh ngã gục vào tấm gương rồi từ từ quỵ xuống sàn nhà, chai lọ rơi theo vỡ loàng xoàng. Chúng còn bắn tiếp hai phát súng nữa vào lưng anh. Họ bắn tất cả 10 phát. Anastasia nhận 5 viên, hai viên vào bàn tay và cổ tay trái, một vào mông, một vào lưng và một vào đầu chính viên này làm anh ta chết. Tất cả chưa đầy một phút, hai tay súng chạy ra khỏi cửa hiệu, rẽ về góc đường 55 và biến xuống tàu điện ngầm. Chúng vừa chạy vừa vất sung, người ta tìm ra một khẩu ở tầng dưới khách sạn, và khẩu thứ hai ở cuối đường 57. Tên tuổi của hai người này là đề tài của rất nhiều cuộc bàn cãi. Theo Luciano, có người nói với anh ta rằng, một người tên là Zogalo một tên lưu manh trẻ ở Brooklyn. Hắn đã chịu ơn nhiều của Carlo Gambino. Joe Proface và Joe Biondo, hắn đã có thời là người thuộc phái Luciano và bây giờ thì đi theo Vito. 15 năm sau, Joe Gallo đang ngồi ăn trong một cửa hiệu ở Manhattan thì bị bắn chết. Tôi đang ngồi ở nhà thì có điện thoại từ sở cảnh sát đến. Sở cảnh sát gần như đối diện với khách sạn nơi tôi ở, người gọi điện thoại xưng danh là Andrea Specian. Ông ta tự giới thiệu là một thanh tra cảnh sát, ông ta muốn gặp tôi ngay. Lúc này đã xế chiều, Tôi cũng tưởng rằng có chuyện lôi tôi gì, nhưng mà không có chuyện gì đặc biệt. Fernando đánh xe đưa tôi đi. Tôi bước vào phòng Special, ông ta mời tôi ngồi. Ông ta tỏ ra rất lễ phép và nói năng nhẹ nhàng không giống như lão Florida. Ông ta nhìn tôi độ một phút rồi nói, ở Mỹ, một gangster bị giết. Anh có biết chuyện gì về việc ấy không? Trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng cuối cùng Albert đã làm được điều anh ta muốn làm. Vì vậy tôi trả lời, tôi không hay biết gì về chuyện một gangster Mỹ bị giết. Làm thế nào tôi có thể biết được, tôi đang ngồi ở Naples cách Mỹ 5.000 hải lý, thậm chí tôi chưa hiểu được ông nói với tôi điều gì. Tôi vẫn chờ đợi Special nói kẻ cuối cùng bị giết là Vito. Ông ta lại nhìn tôi mỉm cười và nói, người bị giết là bạn của anh. Tên anh ta là Anastasia, rồi ông ta kể cho tôi nghe mọi chi tiết. Tôi suýt nữa ngất đi. Tôi không thể tưởng tượng được là vì sao câu chuyện lại xảy ra như vậy. Tôi đã báo động cho Albert, tại sao hắn ta biết thế mà lại để bị phục kích. Ngay từ giây phút đầu, tôi chắc chắn có bàn tay của Vito. Hắn còn chịu trách nhiệm về cái chết của Frank Scalise nữa. Tôi nghĩ rằng Specian lúc ấy biết tôi nói sự thật vì tôi vừa nói vừa giận run lên. Nhưng ông ta không muốn khai thác gì thêm, ông ta đứng dậy đặt tay lên vai tôi và dẫn tôi ra cổng sau khi rời sở cảnh sát, tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi thấy cần phải liên lạc ngay với các chiến hữu tôi ở New York, với những người mà tôi có thể tin cậy được. Suốt mấy ngày hôm sau thư điện tới tấp vượt Đại Tây Dương gửi Luciano và đồng minh của anh trong hội. Anh đã nhận được tin là Genovis chuẩn bị đi bước cuối cùng trong kế hoạch giành chức chúa tể. Hắn nói, anh đã triệu tập tất cả các thủ lĩnh của hội liên hiệp những người Sicily về họp đại hội đồng vào giữa tháng 11 chỉ ba tuần sau khi Anastasia bị giết, trong lệnh triệu tập, hắn ta còn nói thêm, Charlie Lucky muốn nói một số vấn đề. Có nhiều người thực sự không biết tình hình giữa tôi và Vito đã xấu đi như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn rằng hầu hết đều cảm thấy trong cuộc triệu tập này như có cái gì không ổn. Hầu như mọi người đều biết rằng quan hệ giữa tôi và Vito không được tốt đẹp lắm. Vì vậy tại sao tôi lại thông qua Vito triệu tập hội nghị? thế là họ bắt đầu hỏi ý kiến tôi và tôi đã trả lời cho tất cả mọi người bằng đủ mọi cách thư liên lạc điện ký tên người khác tôi nói với mọi người rằng tôi chẳng hay biết gì về hội nghị này cả ngoài ra tôi sẽ không bao giờ ngốc đến mức triệu tập hội nghị với sự có mặt tất cả các thủ lĩnh như vậy nếu như tôi đang ở mỹ thì có lẽ tôi chỉ họp từng nhóm nhỏ ở một nơi công cộng nào đấy nhưng chúng tôi lại có thể hoàn toàn nói chuyện riêng như ở atlantic vì tôi lại không làm như vậy hắn cần có cuộc hội nghị lớn với mọi người có mặt bao quanh hắn và ca ngợi hắn y như hắn là một Maranzano. Hắn còn chưa cháo đến mức yêu cầu những người đến dự hội nghị mang theo tiền biếu hắn. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ tự xưng mình là vua, bởi vì cái chức ông chủ của mọi ông chủ còn quá nhỏ với thằng con hoang béo tròn đó. Trước ngày tiến hành cuộc họp, nhiều phái viên của các thủ lĩnh đến Naples xin ý kiến của Luciano. Trong suốt này có cả Carlo Gambino vừa mới lên thay Anastasia. Sau khi đạt mục đích của mình, hắn đến Naples bày tỏ lòng trung thành với Luciano. Tôi bảo Carlo cứ đến họp nhưng không mang tiền theo. Anh ta vội trở về Mỹ và chỉ mang theo đủ tiền máy bay. Anh ta nói với tôi rằng, nếu tình hình trong cuộc họp đi đến chỗ căng anh ta sẽ đứng lên và nói thẳng vào mặt Vito rằng, hắn phải cút đi và đừng hòng bao giờ hội đồng trao cho hắn chức chúa tể một số người đã khôn khéo từ chối không đến họp. Frank Costello không đến họp với lý do anh ta đang ở trong tình thế khó khăn, nếu anh ta đến họp có thể gây ra rắc rối. May thì viện lý do khác, anh ta bảo anh ta đang đau cổ và viêm họng, sẽ nguy hiểm cho ức khỏe của anh nếu anh rời Florida trước tháng 11. Ngày 24 tháng 11 năm 1957 gần 100 thủ lĩnh các cấp ở khắp nước Mỹ phần lớn là người gốc Ý đã tập hợp trong ngôi nhà của Joseph Barbara ở vùng nông thôn quận Sullivan vùng Appalachian. Cuộc diễu hành của hàng trăm xe du lịch sang trọng chờ những vị khách không phải là nông dân đã làm cho Thượng sĩ Cảnh sát New York Sergeant Edgar Creswell nghi ngờ. Cùng với ba nhân viên cảnh sát dưới quyền, anh ta đã ra lệnh cấm đường xung quanh nhà Barbara. Lúc này cuộc hội nghị vừa mới bắt đầu thì có lệnh báo động. Thế là đã diễn ra một cảnh tượng buồn cười nhất trong lịch sử thế giới ngầm ở Mỹ. Các thủ lĩnh của thế giới ngầm oai vệ trong những bộ quần áo sang trọng đạp nhau nhảy qua cửa sổ và cửa lớn, thậm chí đạp đồ cả bàn ghế chạy trốn tán loạn. Một số người thoát được, nhưng Thượng sĩ Creswell và ba nhân viên của ông ta cùng với một số cảnh sát đến trợ lực đã bắt được hơn 60 người. Đây là một thành tích chưa từng có của cảnh sát vì mẻ lưới này đánh được toàn loại bự. Vito Zenovic, Barbara, Joe Bernano, Joe Proface, John Scalise, ở Cleveland, Louis Chaficante, ở Florida, Joe Zirilli, ở Detroit, Frankie Zito từ vùng hạ lưu Illinois, các nhà lãnh đạo Midwest tần khác, bao gồm Sam Giancana của Chicago, đã trốn thoát được, Joe Ida của Philadelphia, James Coletti của Colorado ông chủ của Dallas, James Velo và nhiều người khác. Đối với một số người bị bắt, vụ này rất tai hại cho họ vì nó đã phá tan cái bề ngoài đáng kính trọng, giày công tự tạo cho mình bao năm nay. Một trong số này là John Montana, chủ một hãng taxi ở Buffalo. Một năm trước đây hắn đã dược câu lạc bộ Erie và cơ quan cảnh sát địa phương biểu dương là nhân vật số một của năm đó. Những người bị bắt không ai chịu giải thích sự có mặt của họ ở Appalachian. Vì vậy, một số người đã bị ra tòa và vào tù vì tội cản trở việc điều tra họ được quyền chống án đối với Zenovis. vụ bắt bớ và việc báo chí làm dùm beng về vụ này là một đòn đau đối với tham vọng và lòng kiêu hãnh của hắn bao nhiêu năm nay hắn tìm cách để giấu mặt chỉ có tin đồn vu vơ về hắn mà thôi trong khi đó dư luận chỉ tập trung vào luciano adonis costello anastasia bây giờ hắn hoàn toàn bị lộ mặt và hậu quả này hắn phải chịu suốt đời. Điều tệ hại hơn nữa là hắn lung túng và mất uy tín đối với đồng nghiệp. Thất bại của Vito trong việc tổ chức hội nghị Apalachin đã chứng minh hắn chỉ là một thằng ngốc. Nhưng hắn không hề chịu học bài học đó. Hắn luôn luôn tỏ ra là không biết điều. Điều tệ hại nhất mà chúng tôi phải tránh là làm cho người khác chú ý. Ấy thế mà Vito lại có sáng kiến tập trung hàng trăm người từ khắp nước. Ăn mặc thật sang trọng, đi trên những chiếc xe Cadillac to tướng, kéo nhau đi như một cuộc diễu hành về một nơi nông thôn. Tôi đang ngồi ở nơi chờ tin tức về hội nghị. Tôi đang suy nghĩ Vito sẽ phản ứng như thế nào khi đa số người trong hội nghị chửi thẳng vào mặt nó. Để ăn mừng trước một thắng lợi, tôi kéo Ivia và Joe Zizokzo đi ăn tối ở hiệu Chan Atlantico trên bờ vịnh. Tôi vừa ăn xong một đĩa mì spaghetti thật ngon thì có cai chạy vụt vào. Hắn kéo tôi ra một bên, vừa nói vừa thở, Charlie, anh không biết chuyện gì đã xảy ra à? Đài phát thanh đang nói chuyện này và báo chí cũng đã tung ra trên đường phố. Thế là hắn bắt đầu kể cái trò hề đã diễn ra ở Appalachian, về chuyện các thủ lĩnh chen nhau nhảy qua cửa sổ chạy chí chết. Tôi có thể đặt cuộc là nhiều người trong bọn họ đã phải lang thang trong rừng, thậm chí bị đói rét trước khi dám ló mặt ra thành phố. Dâu đưa Yvia và tôi về nhà. Suốt dọc đường tôi chỉ nghĩ về cái cơ nghiệp từ số không đã thành lớn lao và thằng chó đẻ Vito đã phá tan hoang trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Khi tôi về đến nhà, tôi vào ngay phòng tắm và rệ mưa. Tôi đã nôn thốc nôn tháo tất cả những thức ăn tôi đã nuốt vào học đêm hôm đó, đồng thời tất cả những sự đắng cay mà tôi đã chịu trong những năm biệt xứ ở Ý. Hồi 36, Luciano cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt lòng anh, anh vừa tức giận vừa buồn trước việc thế giới ngầm trở thành trò cười cho thiên hạ sau vụ Appalachian. Không ai có thể hiểu được anh đang suy nghĩ gì. Thật ra, điều duy nhất của anh là phải nhanh chóng trừng trị Genovis. Sau một thời gian ngắn, một sự kiện khách quan buộc Luciano tạm thời gác vấn đề Genovis ra một bên. Một buổi chiều, anh đang ở nhà một mình thì giáo sư bác sĩ Matteoli đến thăm anh. Ngày hôm đó, Igia không phải chỉ đi mua sắm hàng hóa bác sĩ Matteoli đã kiểm tra toàn bộ sức khỏe cho cô. Đây là lần thứ hai trong mấy tuần, cô đã đến gặp ông vì cảm thấy trong người thường xuyên đau nhức và có những vết sưng ở vú trái. Lần khám bệnh thứ nhất, bác sĩ đã tìm cách chữa những vết sưng, nhưng khi Yvia về nhà, những vết sưng lại xuất hiện và thấy đau. Bác sĩ nói với Luciano là Ivia cần phải mổ, chưa có lý do kết luận đây là khối u ác tính ông ta nói đây là những u lành, có thể và cần phải cắt bỏ nhưng vấn đề lớn là làm thế nào để Eva đồng ý cho mổ. Cả bác sĩ và tôi đều thấy như vậy, trong hơn 10 năm qua, Eva đã không tiếc mình để làm cho tôi hạnh phúc. Eva rất tự hào về thân thể của mình, cô đã trao phó cho tôi kho tàng ấy, làm cho chúng tôi gắn bó với nhau bằng những tình cảm chưa từng có trước đó. Tôi biết điều đầu tiên cô nghĩ khi thân thể của cô sẽ bị xấu đi và tôi có thể xa cô. Bác sĩ tìm cách giải thích cho tôi về một hiện tượng mà tôi chẳng hiểu tí gì nhưng tôi tin rằng trong trường hợp Ivia, bác sĩ đã nói đúng 200%. Khi bác sĩ ra về, tôi nóng ruột chờ Ivia trả lời và suy nghĩ không biết bác sĩ đã nói gì với cô ta chưa. Nhưng khi cô bước vào phòng, người lệnh hàn về một bên vì những món quà chuẩn bị cho lễ Noel, tôi cảm thấy cô đẹp lộng lẫy và những dấu hiệu bệnh tật trên mặt cô đã biến mất. Luciano theo dõi Ivia một cách chăm chú, nhưng sự thay đổi này đã kéo dài mấy tháng liền và Ivia trở lại khỏe mạnh. Luciano gọi điện thoại cho bác sĩ Martelli, Bác sĩ nói rằng ông vừa khám cho Ivia và thấy rằng các khối u có giảm. Tuy nhiên, bác sĩ nói rõ hiện tượng này có thể trở lại và Ivia cần phải theo dõi mặc dù có thể hoãn việc mùa. Ngoài chuyện Ivia, tôi còn bao chuyện khó khăn khác nữa. Papatour đang làm việc hết sức mình để hoàn thành việc xây dựng bệnh viện và ông ta hàng ngày phải làm việc chúng tôi bắt đầu đi thu tập một số hóa đơn cho đồ nội thất mà chúng tôi đã bán cho các trường học trong nhà thờ mọi cố gắng đều không kết quả Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang đứng trước những cố gắng chừng nào sức khỏe yG còn tốt thì chỉ có một vấn đề lớn làm tôi quan tâm là việc làm thế nào để chăm sóc sức khỏe của người chiến sĩ quý mến John Vitton của tôi một ý nghĩ là tôi lo ngại là làm thế nào để cho tôi có thể khử được Vito, mặc dù hắn ở rất xa. Điều này có thể trở thành khó khăn đối với tôi, tôi đã vắng mặt ở Mỹ thời gian khá lâu, khó có thể nắm chắc trăm phần trăm rằng mệnh lệnh của tôi có thể thi hành nghiêm trình. Suy nghĩ này đã làm cho tôi giật mình, qua một thời gian khá lâu, Vito đã cố sức đưa tôi lên cao để chứng minh với tôi rằng hắn có thể tạo ra tôi và cất tôi đi một cách dễ dàng. Vì vậy, cách tốt nhất và cách dễ nhất là loại bỏ Genovis bằng cách tạo ra cớ để cho chính phủ làm. Chúng tôi chỉ cần tạo ra bằng chứng và chính phủ Mỹ có thể tóm được Vito như một món ăn dọn sẵn trên đĩa. Nếu chúng tôi làm tốt việc này, có thể bố trí để hắn ta bị bắt quả tang trong việc buôn thuốc viện lậu và đó sẽ là thành tích lớn nhất của cảnh sát liên bang ít nhất trong 16 năm qua. Không một ai nghi ngờ hắn, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách để tống hắn vào nhà tù liên bang bởi vì giam trong nhà tù một bang nào đó, chỉ ít ngày sau hắn sẽ tìm cách thoát ra, hoặc từ đó hắn vẫn điều hành công việc. Trước hết, tôi thảo luận chi tiết với Costello và Lansky. Sau khi đã thỏa thuận, tôi yêu cầu Carlo Gambino đến gặp tôi ở Santa Marinella. Gambino đã đến vào đầu năm 1958. Trước khi rời New York, anh ta đã thảo luận kỹ và đã bổ sung thêm nhiều ý kiến. Anh ta đồng ý rằng cách hay nhất là để cho chính phủ Mỹ giải quyết Genovis. Việc giết hắn là sai lầm. Hành động đó làm cho nhiều người chú ý đến tôi. Gambino đề nghị Genovis sẽ không phải là con cá duy nhất của chính phủ mà một số phó tướng của hắn cũng phải bị bắt. Gambino đề nghị nên sử dụng Longy Riemann và Tony Bender vào kế hoạch này. Khi nghe nhắc đến tên Bender, Luciano nhăn mặt nhưng Gambino giải thích gần đây anh có gặp riêng Bender hắn ta có thể tin rằng Gambino có thể thành thủ lĩnh. Vì vậy hắn thể trung thành với Gambino, còn Gilman thì không có chút cảm tình nào với Genovese. Hiện nay Gilman vẫn đang bị tòa án đòi phải truy nạp thuế thu nhập 700.000 đô la. Gilman đã đến gặp Genovese để nhờ hắn giúp về tài chính. Vốn liếng của Genovese ước tính 30 triệu đô la, phần lớn là nhờ kinh doanh với Luciano và Gilman từ những năm 20 nhưng Genovis vẫn nổi tiếng là bùn xỉn. Hắn chỉ chịu vung tiền cho Anna, vợ cũ của hắn mà thôi. Anna đã nói toạc tất cả các chi tiết về cuộc sống của Genovis về các hoạt động kinh doanh và tài chính của hắn trước khi cô đòi ly dị. Mọi người đều ngạc nhiên khi Genovis không ra lệnh thủ tiêu Anna về tội khai báo. Năm 1923, hắn chỉ ra lệnh giết Steve Fran, người bảo vệ của Anna, đồng thời là người tình của cô. Như vậy Zenovis từ chối yêu cầu của Newman và do đó hắn có thêm một kẻ thù. Carlo đã tỏ ra khá chu đáo, anh ta đã chuẩn bị các diễn viên cho từng màn, từng cảnh do đó kế hoạch hầu như chắc chắn sẽ thành công. Kế hoạch như sau, Vito biết rằng Longi không hề dính dáng đến việc buôn bán thuốc phiện lậu. Vì vậy Longi sẽ nói với Vito là có người đến gặp anh ta nhờ giúp tiêu thụ một số lượng bạch phiến nguyên chất vào khoảng 100.000 đô la, nhưng đáng giá một triệu khi bán lẻ. Do tình hình cấp bách, anh ta sẵn sàng bán cho Long Di hoặc bất cứ người nào mà Long Di giới thiệu chỉ với giá 60, 70 nghìn. Long G nói với Vito rằng, anh ta chỉ cần 10, 15 nghìn hoa hồng. Zerovis đồng ý, hắn tin tưởng rằng mặc dù có vụ Appalachian, hắn vẫn kiểm soát được thế giới ngầm, do đó không nghi ngờ gì cả. Hắn đồng ý mua số hàng ấy, hàng sẽ được giao ở một địa điểm dọc đường New Jersey. Theo kế hoạch của Luciano, Bender sẽ được giao một gói ma túy và hắn sẽ giao cho Zenovis ở thời gian và địa điểm quy định. Các nhân viên sở chống nhà phiến liên bang đã được báo trước. Theo kế hoạch họ sẽ bắt Vito ra nhận hàng. Ấy thế mà các nhân viên liên bang đã làm hỏng mọi việc. Đáng lẽ, họ phải chờ sẵn ở cuối đường, nhưng hôm đó, chẳng có cảnh sát nào xuất hiện. Thế là Vito đi thoát. Tôi được tin chỉ riêng chuyện đó, hắn lãi 700.000 đô la. Hai hôm sau tôi mới được tin kế hoạch thất bại và tôi nhắn với carlo là anh ta phải chịu trách nhiệm về mọi việc được tiến hành theo kế hoạch của mình và anh phải thực hiện cho kỳ được tôi cũng nói ơ ối anh là tôi chưa tin bender vì hắn sẵn sàng bán mình cho người trả giá tương lai tôi muốn rằng bender không tham gia cho đến khi bẫy được vito gambino còn có kế hoạch khác kế hoạch này đã được trình bày đề phòng kế hoạch trên vỡ có một tên lưu manh người gốc Puerto Rican tên là Nelson Cantelope đang nằm tù ở Sinh Sinh về tội buôn thuốc viện lậu. Trước khi vào tù, Cantelope đã nhiều lần làm việc với Sam Giancana ở Chicago và làm liên lạc cho Meyer Lansky. Gambino định dùng tên này để bẫy Genovese. Tất nhiên chúng tôi phải trả cho hắn khá nhiều tiền. Hắn nhận 100.000 đô la tiền mặt, một nửa là của Gambino, một nửa là của tôi. Costello cũng chịu cho tôi một nửa số tiền tôi đã góp để tống cổ được thằng béo Gigante vào tù cùng với Vito. Phòng cảnh sát chống nhà phía New York được một nguồn tin bí mật báo. Cantelop muốn thương lượng với họ một vấn đề lớn. Hắn sẽ cung cấp cho cảnh sát những tin tức cần thiết về mạng lưới buôn thuốc viện lậu của Genovis để đánh đổi việc cảnh sát thả hắn ra khỏi nhà tù. Jock Gagne, Trường phòng cảnh sát chống nhà phiến New York đã cử John Jay Inright đến gặp Cantelope và khi ra về anh ta đã nắm được những tài liệu quý báu mà lâu ngày không tìm ra được. Cantelope nói với Inrai là hắn đã chứng kiến việc Vito mua thuốc phiện lậu, hắn cũng đã khai luôn tên Camai Galante và John Omento hai tay súng giỏi nhất của Vito cùng một loạt người khác, trong đó có Zay Gante đã cùng Genovis buôn thuốc phiện lậu. Inrai như người được ăn một bữa tiệc đã dọn sẵn bởi vì Cantelop chưa bao giờ biết mặt Vito cho đến khi ra trước tòa gần một năm sau. Tôi không hiểu chính phủ có biết vụ Genovis là một món quà của chúng tôi không. Điều đó đối với chúng tôi không quan trọng. Điều quan trọng là ở chỗ chúng tôi đã giúp họ bắt được con cá bử. Còn họ giúp chúng tôi gạt bỏ thằng chó đẻ ấy. Carlo muốn Cantelope khai cả tên Tommy Eboli để đập tan thế lực của Vito và Gambino cho rằng Tommy sớm muộn sẽ gây rắc rối, nhất là khi Vito vào tù. Tôi đã bác ý kiến này. Tôi rất ghét Tommy nhưng tôi không muốn hại người anh của Pet. Giữa năm 1959, Cantelope là nhân chứng số một của chính phủ trong phiên tòa xử Vito và 24 tên khác, không có dây gan tê, về tội buôn thuốc phiện lâu. Dựa vào những lời khai của hắn, Cả 25 tên bị tuyên án, Genovese bị 15 năm tù trong nhà tù liên bang. Hắn nằm tù 5 năm ở Atlanta, sau đó chuyển sang nhà tù Leavenwood. Năm 1969 hắn bị nổi máu, cơ tim và chết trong bệnh xá ở Missouri. Một số người dính dáng đến vụ án đã bị trả thù. Nelson Cantelup ra khỏi nhà tù sinh sinh và một thời gian hắn tận hưởng tự do với 100.000 đô la. Năm 1965. Hắn bị chết trong vụ ẩu đả ở một hộp đêm năm 1959, ngay sau khi genovis bị kết án, người ta tìm thấy xác của Longi Giulian treo bằng một sợi dây thép ngay trong nhà anh ở New Jersey. Theo kết luận chính thức của cảnh sát thì đây là vụ tự tử vì Giulian đang dính vào một vụ án trốn thuế thu nhập. Nhưng đó là chuyện láo tuét. Longi đã bị giết chết. Sau khi Vito bị kết án, Longi định gạt bỏ các lô. Tôi không biết hắn làm như vậy để làm gì vì hắn đã đi theo chúng tôi khá lâu. Những người trong hội có khá nhiều tiền để giúp hắn ra, nhưng phái Brooklyn sợ hắn sẽ trở thành một trailer vì vậy họ đã dã cho hắn đến chết và treo xác hắn như một con lợn. Sau cái chết của Longi, tôi bắt đầu suy nghĩ về Lansky. Tại sao Meyer lại không giúp đỡ anh ta? Từ câu hỏi đó, tôi bắt đầu nhìn lại những vấn đề giữa Meyer và tôi. Đồng tiền có thể làm cho người ta hành động lạ lùng, mà nhiều khi anh không đoán trước được trong số các bạn bè của tôi, người ham mê tiền bạc nhất chính là Lansky. Dù sao đối với tôi, Costello và Lansky, chúng tôi đã tống cổ được Vito vào nhà tù liên bang. Từ trong nhà tù hắn có thể ra lệnh, nhưng mệnh lệnh có được chấp hành hay không là một chuyện khác. Tommy Eboli có nhiều tham vọng, Jerry Catena thì chỉ muốn sung sướng. Hắn không hề có tham vọng quyền lực và cũng không muốn dính vào những chuyện rắc rối. Tuy vậy, tôi vẫn phải tỉnh táo đề phòng. Chính vào lúc đó tôi bị lôi vào một sự việc mà tôi hoàn toàn bất lực. Hồi 37, đầu năm 1958, Luciano tập trung vào thực hiện việc chống Genovis và kế hoạch của anh đã thành công. Bỗng nhiên anh bị thu hút vào một vấn đề cấp bách, đòi hỏi anh phải dành toàn bộ thời giờ và sự chú ý của mình. Một lần nữa, y ghi yếu và buồn bã hẳn đi, những khối u làm cô đau nhói lại xuất hiện trở lại ở vú trái. Lần này, tôi tự thân đưa Yvia đến gặp bác sĩ Mattel Lee. Tôi vào thẳng văn phòng của ông ta. Trong khi khám, Mattel Lee không nói gì với Yvia về bệnh trạng của cô cả. Ông ta chỉ nói, tôi nghĩ rằng, bà phải nằm bệnh viện một thời gian để chữa cho khỏi những cái này. Ông ta còn nói thêm là cô ta đừng lo ngại gì. Ông ta quay lại phía tôi và nói, Charlie, tại sao anh không ngồi vào đây để tôi khám bệnh cho anh luôn thì? Thế là tôi ngồi lại, còn Yvia ra khỏi phòng. Tôi hỏi bác sĩ và đề nghị ông ta cho biết bệnh tình của Yvia. Ông ta nói, người nghĩ cô ta bị ung thư, tình hình rất xấu đấy. Tiếc rằng đến bây giờ chúng ta mới phát hiện ra, tôi tưởng như có thể bị ngất ngay trong phòng bác sĩ. Tôi hỏi ông là có chắc chắn như vậy không? Ông ta trả lời là không chắc chắn nhưng có nhiều triệu chứng của ung thư, cần phải mổ để xem xét. Tôi hỏi ông ta, nếu Yvia bị ung thư thì cô sẽ chết phải không? Ông ta trả lời là không hoàn toàn như vậy. Nếu chữa kịp thời thì y vẫn sống rất lâu. Nếu đúng là ung thư thì phải cắt bỏ một vú của cô ta. Tôi nói với ông ta rằng, ông muốn cắt gì thì cắt, nhưng đừng để y chết. Ngày hôm sau, y được đưa đến bệnh viện. Sang ngày tiếp theo, người ta cắt bỏ vú trái của cô. Khối ung thư đã loang ra khá rộng vì vậy vết mổ khá to. Các bác sĩ phải làm việc mấy giờ liền trong khi Luciano sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng chờ từ chối không nói chuyện với ngay cả các bạn bè thân thiện đến thăm anh. Tôi không muốn ai ở gần tôi cả, tôi hút thuốc hết điếu này đến điếu khác và miệng lầm rầm cầu nguyện. Tôi đã hứa với Chúa đủ thứ trên đời miễn là Chúa cứu được cô ta. Bác sĩ Matteoli bước ra, nói với tôi rằng, hình như cuộc phẫu thuật đã thành công. Igia bị cắt bỏ một vú nhưng ông ta hy vọng là đã cắt được toàn bộ khối ung thư. Những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thuộc vùng này của Ý đã có mặt người ta cho phép tôi vào thăm Ivia. Cô ta đang nằm trên giường và chưa tỉnh lại. Khuôn mặt cô ta bé chót lại, tái nhợt làm tôi vô cùng đau đớn. Nhìn Ivia tôi không khỏi không nghĩ rằng tôi đã có lỗi. Lỗi của tôi là đã gặp Ivia 10 năm trước đây và đã trói buộc cuộc đời cô ta vào tôi. Càng nhìn Ivia nằm xanh mướt trên giường, tôi biết cô ta sẽ tỉnh dậy và sẽ nhận thấy điều cô ta rất kinh sợ. Tôi lại càng thấy yêu cô ta vô chừng. Có lần tôi đã nói, tôi không biết tình yêu là gì nhưng giờ phút này tình yêu đã đến và tôi đã hiểu tình yêu và ivy chỉ là một đối với tôi gần một giờ sau ivy tỉnh lại và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra do tác dụng của thuốc mê ivy khó khăn lắm mới mở được mắt tôi nói với ivy là các bác sĩ bảo cô mọi việc tốt và cô sẽ khỏe lại ivy lại thiếp đi còn tôi vẫn tiếp tục im lặng ngồi bên cạnh giường một lát sau các hộ lý bước vào và cố thuyết phục tôi đi ăn. Nhưng làm thế nào tôi có thể ăn uống vào lúc này, tôi chỉ uống một cốc cà phê, y ghi lại tình. Lần này, cô để ý ngay đến lớp bông băng dày cộm trên ngực trái. Cô hỏi tôi, họ cắt mất vú em rồi à? Tôi chỉ im lặng gật đầu, cổ tôi nghẹn lại không nói được lời. Em bị ung thư có phải không? Y ghi hỏi giọng lạnh buốt như đọc một bản án tử hình. Rồi cô ta hòa lên khóc, tôi nói được gì bây giờ? Tôi có thể làm được gì bây giờ? Tôi chỉ có thể nói với Yvia rằng các bác sĩ bảo cuộc phẫu thuật có kết quả và Yvia sẽ chóng bình phục. Nhưng lời đó như nghẹn trong cổ tôi. Yvia lắc đầu, hình như cô ta biết tôi đã nói dối. Vài tuần sau, khi Yvia trở về nhà, cô ta tỏ ra rất buồn rầu và ít nói. Đồng thời tìm cách lánh mặt Luciano, hình như cô cho rằng từ bây giờ, cô ta không còn là người phụ nữ trọn vẹn nữa vì đã mất sức hấp dẫn đối với tôi, vừa sợ, vừa lo, Luciano tìm mọi cách động viên Evia làm cho cô ta cảm thấy rằng, anh vẫn yêu cô. Anh cũng nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, câu chuyện về bệnh tật của Evia đã được đăng lên báo và chẳng bao lâu căn phòng của họ đầy hoa từ khắp nơi trong nước Ý và nước ngoài gửi đến chúc Evia chóng bình phục. Giữa lúc Evia đang bị bệnh, Luciano cũng đã nhận được một số tin vui. Đầu tháng 2, Giovanni Pasefzo một trong những luật sư nổi tiếng nhất nước Ý đã từ Rome gọi điện thoại cho anh. Ông ta lấy làm lạ là trước những chuyện lôi thôi hầu như không chấm dứt của Luciano với các nhà chức trách Mỹ và Ý. Ông ta gợi ý là ông ta có thể giúp gì không? Hai người thỏa thuận có thể gặp nhau ngay ngày hôm sau ở Naples. Trong cuộc gặp gỡ này, Pasefzo cho Luciano biết, gần đây, nhân một vụ án ở Rome, ông ta được biết John Kiêu Sách, trưởng phân cục chống nhà phiến của Mỹ ở Rome cấp trên trực tiếp của Jack Siragura, vẫn tiếp tục làm áp lực bắt các nhà chức trách ý phải có thái độ đối với Luciano. Sức ép này đã tăng lên trước việc các báo chí tỏ ra cảm tình với Iga. Ông ta còn nói rõ, trước áp lực của Mỹ, cảnh sát Naples đã nhận được lệnh thẩm vấn Luciano và mở lại các cuộc điều tra về các hoạt động của anh. Parezo kết luận, nếu Luciano đồng ý, ông ta sẵn sàng bảo chữa cho anh. Quả thật, tôi không tin vào tay tôi nữa. Một nhân vật quan trọng bậc nhất trong giới luật sư ở Ý, có nhiều ảnh hưởng đối với chính phủ lại chủ động đến gặp tôi. Điều này có thể báo hiệu điều may mắn. Cuộc thẩm vấn Luciano bắt đầu ngày 24 tháng 2, tại phiên tòa đứng đầu là tránh án Estilio Zanotti. Ngoài ra còn có hai luật sư cảnh sát trưởng Nepal và một sĩ quan cảnh sát vũ trang. Thành phần phiên tòa có vẻ không thuận lợi cho Luciano. Các câu hỏi tập trung vào các hoạt động kinh doanh về thu nhập của anh và về vấn đề anh là phần tử nguy hiểm cho xã hội đến mức nào. Chánh án Zanotti tỏ ra không bằng lòng khi nghe báo cáo rằng từ khi được phép ra khỏi nhà vào ban đêm, Luciano thường có mặt ở các hộp đêm và trường đua ngựa. Tòa cho rằng việc một cựu gangster xuất hiện ở những nơi công cộng, ở đó chuyên đánh bạc và có những trò giải trí gần như khỏa thân là một hiện tượng không phù hợp với đạo lý. Tòa cho rằng cần phải tiếp tục điều tra sâu hơn nữa về tài chính và hoạt động của Luciano để xem có điều gì phù hợp với các yêu cầu của sứ quán Mỹ ở Rome không. Vì sứ quán này cho rằng Luciano là một phần tử nguy hiểm cần phải trục xuất khỏi thành phố lớn như Naples. Pasazzo tỏ ra rất phẫn nộ. Ông ta lập luận rằng, tòa phải tập trung xem xét hiện tại của Luciano chứ không có quyền xét quá khứ của anh ta. Luciano là nhà kinh doanh lương thiện và những việc làm của anh đều có lợi cho xã hội anh buôn bán các dụng cụ y tế, là chủ một công ty sản xuất các đồ dùng cho các trường học và đã sử dụng thời gian dội rãi để giúp Charles Capato xây dựng bệnh viện luốt. Khi Parezzo kết thúc bài nói của mình, tránh án tuyên bố, vấn đề chưa được giải quyết cần được điều tra thêm. Luciano nói với luật sư của mình, anh Giovanni ạ à, anh có nghĩ rằng, sau này họ có để tôi yên không? Hãy kiên nhẫn Passejo đặt tay lên vai Luciano và nói tiếp cuộc chiến đấu của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Ông ta cười rồi lại tiếp đó là câu nói nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ phải không? Luciano trả lời, tôi chẳng biết ai đã nói câu đó. Tôi chỉ biết là chính anh đang nói với tôi điều đó. Các cuộc điều tra của tòa án kéo dài hàng tháng, ngày 23, tòa đã tuyên bố kết quả việc xem xét các hoạt động của Luciano từ ngày đi đầy biệt xứ ở đây. Về các bạn bè người Mỹ của anh về những hoạt động của anh lúc Anastasia bị giết, về những hoạt động kinh doanh hợp pháp của anh ở Ý, về những nguồn tin báo cáo rằng bạn bè thân thiết của anh ở Mỹ đã cung cấp cho anh cuộc sống đầy đủ tiện nghi những không quá sang trọng. Các nhà chức trách ở tòa thỉnh thoảng thấy Luciano có quan hệ với những người Mỹ gốc Ý cũng bị đi đầy biệt xứ điều này Luciano thừa nhận nhưng mối quan hệ đó không có ảnh hưởng gì đến an ninh nước Ý. Công tố ủy viên của chính phủ Antonio de Francisci tuyên bố không có bằng chứng nào để truy tố Luciano. Tuy vậy, ông xin phép tiếp tục điều tra về thu nhập của Luciano. Đề nghị này được tòa chấp nhận. Thế là tòa tuyên bố quyết định của mình. Luciano là một công dân tự do và đã có một cuộc sống hoàn toàn bình thường không có gì chê trách. Trong những điều kiện bình thường, Luciano chắc chắn mở tiệc ăn mừng quyết định này của tòa. Nhưng Igia đang ốm tuy nhiên điều kiện sức khỏe của cô còn cho phép họ đi chơi ngắn thế là luciano lập tức đưa cô đi capri trở về với ngôi nhà nhỏ bên bờ biển một thời gian ngắn họ sống tưởng như hạnh phúc đã trở lại nhưng một buổi sáng giữa tháng tư luciano thức dậy thấy Ivia đang thở một cách mệt nhọc lúc đầu anh tưởng là Ivia còn bị đau sau cuộc phẫu thuật nhưng cô đã ven áo lót và chỉ vào vú phải có rất nhiều vết đỏ hiện lên một trong hai con chó của chúng tôi là Bambi. Ivia rất thích cuốn phim của Walt Disney về Bambi vì vậy cô đặt tên cho con chó. Còn Bambi hầu như không khi nào rời Ivia và bất cứ chúng tôi ở đâu, Bambi cũng truyền ngủ trên giường của chúng tôi. Thế mà hôm đó Ivia đuổi con chó đi và khóc, tất nhiên tôi hiểu tại sao cô ta nóng nảy như vậy. Ivia sợ phải mổ lần nữa và phải cắt bỏ luôn cả vú phải. Tôi ôm lấy Yvia và nói rằng điều quan trọng nhất đối với tôi là cô được khỏe mạnh. Luciano đưa Yvia về Naples và vào bệnh viện. Đúng như hai người lo ngại, các bác sĩ đã cắt bỏ vú phải của cô. Bác sĩ Matteo bước ra sau khi cuộc phẫu thuật xong. Khi thấy tôi, ông ta chỉ lắc đầu. Cuối cùng ông ta nói cho tôi biết tin dữ. Các bác sĩ đã kết luận, khối ung thư đã ăn khá sâu và không còn cách nào cứu được. Tôi nói với ông ta, có phải ông nói Ivia sắp chết phải không? Ông trả lời, vâng, chúng tôi không làm được gì nữa. Có thể dùng cô ban nhưng tôi nghĩ chẳng có tác dụng gì. Tôi hỏi ông ta, Ivia còn sống được bao lâu nữa? Ông ta trả lời là không biết chắc chắn. Ivia còn có thể sống thêm vài tuần hoặc vài tháng chứ không thể lâu hơn. Bác sĩ Matelie đã hết sức để giúp chúng tôi. Sau khi tôi đưa Yviga về nhà, không ngày nào ông ta không đến thăm bệnh cho cô và làm bất cứ việc gì có thể làm cho Yvia bớt đau đớn. Ông ta chăm sóc Yvia như người trong gia đình hoặc bà con thân thuộc. Cuối cùng, ngay cả những liều morphine cực mạnh cũng không thể làm giảm cơn đau đớn của Yvia. Charles Capato cũng thường xuyên có mặt và cầu nguyện cho Yvia. Có lúc trong căn phòng của chúng tôi, có mặt hàng chục bạn bè, theo cảnh sát thì đó toàn là những tên lưu manh, trộm cắp, những kẻ bị đi đầy, lớp người xấu xa nhất trong xã hội. Nhưng họ đã quỳ xuống bên cạnh Chascapato vừa khóc vừa cầu nguyện cho sức khỏe của Ivia. Mọi người đều yêu mến Ivia, Johnny Cockai cứ mỗi lần gặp tôi, anh thường nhìn chằm chằm vào mặt tôi và bỏ đi. Sau này, anh ta giải thích là không thể nào nhìn vào mắt tôi được. Vì những ngày hôm đó, mắt tôi thường xuyên đẫm lệ giữa những cơn đau đớn có những phút Ivia có thể nói chuyện được với Luciano là cô ta yêu cầu anh đừng luẩn quẩn trong phòng và nên đi ra ngoài để giúp cho bạn bè. Mỗi lần Ivia và tôi nói chuyện với nhau, điều làm tôi buồn nhất là việc cô ta hay hỏi tôi sẽ sống như thế nào sau khi cô ta chết. Tôi đau đớn như có ai lấy dao đâm vào người và nói với Ivia đừng lo lắng đến vấn đề đó và ra lệnh cho cô ta phải sống. Đến giữa mùa hè, Ivia ngỏ ý muốn gặp Giovanni passezo Một tuần sau khi ông ta đến, Ivia nói ông ta cố gắng thu xếp với cảnh sát để sau khi cô ta chết, tôi được phép về Milan thăm gia đình của cô. Pazzo hứa, ông ta sẽ thu xếp bất kỳ điều gì cô ta muốn nếu cô hứa với ông ta đừng nghĩ đến chuyện như vậy. Còn tôi thì nói với Ivia trong 10 năm qua, cô ta đã thành người vợ thật sự của tôi và tôi không thể sống thiếu cô ta. Cuối cùng, Ivia nói với tôi là cô muốn được chôn ở nghĩa địa Cimiterio de Musocco ở Milan trong lăng mộ chung của gia đình tôi đã hứa với cô sẽ làm như vậy, tháng 9 năm 1958, Eva bắt đầu hôn mê. Tình trạng hôn mê kéo dài mấy ngày liền, các bác sĩ khuyên Luciano gọi điện thoại cho bố của cô là Giovanni Lisoni và ông ta lập tức đáp máy bay đến Naples. Trong những ngày cuối cùng của Eva, Luciano hầu như không rời giường bệnh của cô. Anh ngồi im lặng trên giường bệnh và đau đớn nhìn Eva hàng tiếng đồng hồ liền. Anh từ chối không chịu ăn bất cứ thứ gì và vết nhăn hẳn sâu trên mặt của anh. Sáng 27 tháng 9, Yvia tỉnh lại một lát. Cô ta nhận ra Luciano và cô đưa tay về phía bố cô. Yvia cố sức lẩm bẩm mãi và cuối cùng mới bật ra được thành tiếng, anh yêu của em. Cô lại ngất đi và khoảng một giờ sau, Yvia Lisoni qua đời. Cô mới 37 tuổi, thi hài của Yvia được đưa về Milan trên tờ Corriere della Sera của Milan ngày 30 tháng 9, đã đăng cáo phó sau khi đã được ban phép lành, Igor Lissoni, 37 tuổi, đã qua đời, linh hồn về với Chúa. Đồng tham gia cáo phó có bố, Charlie người mà cô thương yêu, em gái Daria cùng chồng, cháu gái Danila chú bác, cô dì và bà con thân thuộc. Tang lễ sẽ cử hành vào hồi 14 giờ, thứ tư, 11 đến 10, tại nhà số 14 Via Rosalino Pilo tất cả bạn bè thân hữu đến dự buổi lễ, gia quyến xin cảm tạ trước. Milan ngày 27 tháng 9 năm 1958, Luciano được phép đến Milan để dự lễ tang. Anh đi bộ ngay sau xe tang do 8 con ngựa kéo. Hôm đó, trời mưa rất to, thi hài của Ivia, với chiếc nhẫn cưới bằng vàng ở tay, nằm trong một quan tài đặt lên lớp hoa hồng, là thứ hoa cô ta thích nhất. Một giải lụa đặt lên ngang ngực có dòng chữ, Charlie. Sau khi mọi người đã rời nghĩa trang, Luciano còn đứng lại bên mộ. Những giọt nước mắt làm mờ đôi kính của anh, mặt anh tái nhợt hẳn đi khi những người đào huyệt bắt đầu lấp đất lên quan tài. Sau đó, anh trở về Naples, trong nhà từ nay vắng bóng Ivia, chỉ còn lại người quản gia và hai con chó con đang sụp khắp nơi để tìm chủ. Tất cả áo quần và tư trang của Ivia, Luciano đã biếu cho em gái của cô chỉ giữ lại một đống ảnh và các vật kỷ niệm. Bạn bè tìm mọi cách để đưa tôi đi chơi cho khuây khỏa. Vitality lúc này trở về Taomina. Anh ta mời tôi đến ở với anh. Bạn bè cố gắng thuyết phục tôi cần có đủ nghị lực để sống. Lúc này tôi cảm thấy quá cô đơn. Tất cả đối với tôi không còn ý nghĩa. Ngay cả bạn bè, những người chiến hữu tốt cũng không thể giúp tôi được gì cả. Bởi vì trong lòng tôi trống rỗng, suốt mấy tuần liền, Luciano mặc toàn một màu tang. Anh giàu dĩ và không hề nói với ai một lời. Nhưng ngày 13 tháng 12, 11 tuần sau khi Igia qua đời, anh bỗng nhiên buộc phải trở về với cuộc sống thực tế. Tòa án sẵn sàng xét đơn kháng án của anh trên cơ sở điều tra của công tố viên Francis Cùng với Giovanni Pasezzo, anh đã đến tòa vào lúc 2 giờ đêm. Tất cả mọi việc kéo dài chưa đến một tiếng đồng hồ. Khi họ ra về, Luciano đã được hoàn toàn tự do. Tranh án Gianotti đã tuyên đọc quyết định của tòa, phục hồi lại cho anh toàn bộ quyền công dân mà anh đã bị mất 3 năm trước đây. Anh được nhận lại bằng lái xe, các giấy tờ tùy thân, kể cả hộ chiếu. Tòa tuyên bố, Luciano không hề có dính dáng chút nào với những chuyện giết người, buôn thuốc phiện lậu hay các hoạt động bất hợp pháp nào. Đó là một thắng lợi hoàn toàn, một sự phục hồi toàn vẹn. Đồng thời, nó cũng chứng tỏ rằng tòa án chẳng hay biết chốt gì về sự thật và các cuộc điều tra đã hoàn toàn thất bại